Chúng ta sẽ tìm cái cách giải phóng bằng cái từ, bằng cách là giải phóng cái cảm xúc của mình khi nó bị dồn nén. Cụ thể đây là gì? Khi mà bị một cái áp lực gì nó dồn nén quá thì chúng ta có xu hướng là giải phóng áp lực ra bằng cảm xúc, tức là gì? Khóc thét lên. Các anh chị trở thành những người nóng tính, trở thành con cọp trong công ty. Đập ném đồ bán, nắng mắng nhân viên và nghỉ hết. Thậm chí gây ra những cái tổn thương, khổ đau lòng nhau. Đúng không? Đôi khi những lời mình rất vô tình thôi, nhưng làm cho nhân viên có những sự thù hận. Có không? CEO ông nào vào công ty chẳng như con hổ ấy. Dồn nén quá mà. Áp lực quá mà. Tha răng bó đi hết. Tại sao cái bài hát nhiều view thế? Có không? Ai đã từng đập bàn đập ghế một lần, ném đồ một lần rồi, chửi bới một lần rồi, giơ tay. Ok. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ phải giải quyết cái vấn đề này. Mà như thế thì ném đồ đi, phải mua lại đồ đúng không? Hai tay nhà mình giơ ra nào. Lắc đồ, vỗ, lắc lắc cổ tay, vỗ vai người bạn của mình, ném đồ lại phải mua đồ. Tốn tiền đúng không? Nên là các bà vợ hãy chú ý, đừng có gây áp lực cho các ông gì. Không lại phải xì tiền ra đi mua đồ mới. Thấy không nha? Lúc nãy là dặn các anh là không tạo áp lực để các chị đi shopping là tốn kém lắm. Bây giờ là dặn lại các chị này, đừng có gây áp lực cho các ông chồng. Không cẩn thận là gì? Là tốn kém lắm. Đấy, thì cái này rất là quan trọng. Cái giải phóng áp lực ở đây về mặt cảm xúc nữa, nó còn có những cái nữa. Các chị bị oan ức cái gì đó, bị áp lực nhiều lúc khóc thét. Có không? Đóng cửa vào. Khóc. Giải phóng áp lực đấy. Các chị khóc. Có nhiều người đóng cửa. Các anh đầy anh khóc nhưng mà không cho ai biết đâu. Đóng cửa. Tại vì tôi trải nghiệm qua cái đấy. Cái giai đoạn mà nhân sự bỏ đi hết. Mọi người chỉ trích danh dự uy tín của mình mất đi. Mình mất niềm tin bản thân mình. Đóng cửa trong nhà. Nói là đàn ông không được khóc nhưng mà nước mắt chảy ròng ròng. Sự cô đơn nó bao trùm trong cái ngôi nhà của tôi. Đây là những cái trải nghiệm. Và rất đồng cảm với các anh chị. Những cái áp lực mà một vị CEO đang gặp phải. Nặng hơn nữa là tự kỷ, là trầm cảm, là tự tử. Và đấy là một cái vấn đề rất lớn ở những cái quốc gia phát triển. Và đấy cũng là cái giết người. Và chúng ta giải quyết được cái bài toán này, các doanh nhân chúng ta, cộng đồng ta giải quyết được cái này là cứu người đấy nhà mình. Chứ không phải là làm doanh nghiệp bình thường đâu. Thank you.